có khá là nhiều các mô hình khủng long đang nằm rải rác ở trên cái mặt đất này đó bạn, rất là xịn thấy không đó kìa. Và trước mặt mình đây là một mô hình Dilophosaurus nha, wow, chủ khủng long Dilopho với hai cái mang phình ra rất là xịn sò luôn. Đây là loài khủng long khá là nhỏ thôi các bạn, nó có chiều dài lên đến 7 mét thôi nhưng nó không có lò lớn lắm đâu, 7 mét thôi mà làm gì mà to được. Đang bước đi với những con Gigaliminus chung kìa, Canotaurus, chủ khủng long khá là đặc trưng với cái phần sừng nhô lên nha. Các bạn nhìn thấy chưa, xịn sò chưa các bạn, điểm đặc trưng của nó là hai cái sừng nhỏ nhỏ đó, các bạn nhìn khá là đáng yêu luôn. Nhưng mà thật ra chủ khủng long này khá là to lớn luôn, nó bị gần bằng cả một con Tyrannosaurus trưởng thành luôn. Nhìn nó to chưa. Dinosaur chết. Wow, mô hình Dinosaur chết đây nè các bạn. Đây là loài khủng long thời tiền sử, là loài bò sát thời tiền sử với thằn lằn thời sát à. Có vẻ đây là thằn lằn thời tiền sử các bạn. Đây nó săn mồi ở giữa cái đầm lầy, đó là một con cá sấu khổng lồ lắm các bạn, rất là to luôn. Iguanodon. Mô hình Iguanodon này các bạn. Chú khủng long gồm một bộ móng vuốt khá là xịn. Wow, nhìn nó lạ chứ các bạn, con khủng long này là lạ nhất mình từng thấy luôn á nha. Dilophosaurus của chúng ta đây rồi, chú khủng long khá là đẹp với cái phần chân chẳng nhô nhô lên, nó chạy và đang bước ra khỏi một cái cánh cổng khổng lồ luôn. Có vẻ chỉ có một mình nó thôi các bạn, thường những chú Dilophosaurus này sẽ đi theo bầy đàn nha. Pachycephalosaurus với cái phần đầu khá là cứng luôn, hay xảy ra những cái cuộc chiến tranh nội bộ với nhau để thể hiện sức mạnh của nó, và nó ăn lá cây các bạn. Các bạn đừng nhìn cái phần chu chu ra, không phải cái miệng nó đâu, cái miệng nó nằm ở dưới cái đó giống như được một cái mỏ hay một cái mỏ giả các bạn, mình não đó. Masiakasaurus. Và trên đây mình là Masiakasaurus, chú khủng long khá là to nha, con khủng long này nó bự lắm các bạn. Vậy nó ngầu chưa kìa, có vẻ như nó đứng gần bằng cả một con Tyrannosaurus luôn kìa các bạn. Tyrannosaurus chúng ta đây rồi, mô hình Lego Tyranno với một cái màu xanh dương, con mắt nó có một cái màu vàng khá là đẹp luôn, và nó bước đi rất là chậm chạp luôn kìa các bạn. Nhìn nó ngầu chưa kìa, bự cực kỳ luôn nha. Sư tử Lion, và chúng ta có cả một chú sư tử. Wow, mô hình chú sư tử với cái mắt sơn trên mặt màu xanh, nhưng mà không sao, nó đang uống nước kìa các bạn. Wow, nhìn từ xa như là một chú mèo to lớn thôi chứ không phải là con sư tử nữa các bạn, rất là hiền luôn. Triceratops phiên bản rất là dị luôn. Wow, các bạn nhìn cái phần đầu con Triceratops này, nó u ra một cục, nhìn dị chưa kìa các bạn. Rất là lạ luôn nha. Đang tìm cách để trốn thoát ra khỏi cánh cổng đó các bạn. Nó đi vòng vòng đó các bạn ơi. Chú hà mã đang há cái miệng rất là to ở đây đây. Ở đây há cái miệng nó gầm gừ vào mình kìa các bạn. Có vẻ là đang rất là tức giận vì mình cầm nó lên đây. Nó đang dùng mọi phương cách để nó gãi ngứa trên lưng các bạn, hay chưa? Nó có một cái cây cột. Ôi, nó ăn cả hoa cẩm tú cầu nữa kìa. Ui, voi mammoth các bạn. Wow, chúng ta có một mô hình mammoth ở đây, rất là xịn luôn với cái phần sừng. Ôi, trong video chúng ta là con cháu của loài voi mammoth. Đây là một chú voi xám đang trốn thoát khỏi sở thú. Rồi, hươu cao cổ đây các bạn. Mô hình giraffe, chú hươu cao cổ với cái phần cổ khá là dài luôn, có thể cao lên đến 5-5 mét, đang ăn những cái lá cây trong một cái lồng kìa các bạn. Ơi, đó là cái lá gì vậy ta, mình cũng không biết được luôn các bạn, nhưng mà cái cổ nó khá là dài, mình khá là thích luôn á. Tiếp theo chúng ta có gì đây, đây là Mamenchisaurus. Wow, con Mamenchi nó đẹp chưa kìa, cái cổ nó dài quá trời dài luôn. Còn khủng long này có thể đạt lên đến 70 tấn nha các bạn, 70 tấn là một cái trọng lượng rất là lớn đấy. Tiếp theo chúng ta có gì đây, đây là Ankylosaurus, mô hình chú khủng long Ankylosaurus khá là đẹp và nó đang đi rất là chậm luôn kìa các bạn. Wow, nhìn cái cơ gai của nó kìa, cái đống gai trên người của nó kìa, khá là xịn luôn. Tiếp theo là một chú Stegosaurus màu cam, rất là bắt mắt luôn, cực kỳ nổi luôn nha. Nhìn nó đang ăn là cỏ kìa các bạn. Brachiosaurus, loài khủng long thuộc họ của thằn lằn chí màu gần, rất là xịn. Nhìn đẹp chưa? Nó phát sáng ở trong một cái màn đêm u tối, nhìn rất là ngầu luôn. Nhìn đẹp chưa kìa. Và ở đây là một con Megalodon thời tiền sử các bạn.
con cá mập thời tiền sử chuyên săn bắt những cái con cá nhà táng hay là cá voi khổng lồ ấy các bạn biết rồi đấy, nó chuyên bắt những cái con cá voi vậy đó các bạn, rất là mạnh mẽ luôn. Bentaceratops chú khủng long khá là dị với cái phần đầu nhô lên một tấm khiên lên các bạn, nhìn rất là lạ luôn. Oh, nhìn đã chưa kìa. Nhìn nó kìa các bạn, rất là lạ luôn đúng không? Đó. Ở đây chúng ta có một mô hình Triceratops rất là to lớn luôn, nó có một cái màu xanh ngọc lục bích luôn các bạn, không ngọc lục bảo chứ ta đó. Màu xanh của nó khá là đẹp với những cái lằn đen trên người các bạn, cầm lên khá là nhẹ luôn. Có vẻ bên trong nó khá là rộng luôn á chứ. Vô nhìn từ xa nó khá là nhỏ luôn các bạn. Wow, nhìn nó nhỏ như vậy thôi nhưng mà thật ra nhìn lại gần nó bự hơn mình lên tới 2 mét luôn. Bạn kia lồ sâu hết chú khủng long với những cái gai trên lưng, bộ giáp tuyệt vời để phòng thủ. Ngầu chưa kìa các bạn ơi, nó đang bước đi rất là chậm rãi luôn. Nhìn đã chưa. Mình có một con Stegosaurus màu cam và bây giờ mình có cả một con Stegosaurus màu xanh dương nữa các bạn. Nhìn đẹp chưa kìa. Nó đang bước đi, vui nhìn có phiến gai trên người của nó, ngầu chưa. Ở đây là một mô hình của Indoraptor nha các bạn. Mô hình Indoraptor với cái phần răng nhô ra nhìn rất là hung dữ luôn, mà thật ra con này hung dữ thiệt. Nhìn nó bò các bạn, trong tư thế săn mồi á, đang tìm kiếm con mồi nó sẽ bò cái kiểu đó các bạn. Chú khủng long có thể cả nằm cảm nhận được thiên nhiệt vào ban đêm để săn mồi khá là xịn sò. Tiếp theo là một con sư tử, mô hình của một chú sư tử khá là đẹp. Cái bòm sư tử nó ngầu chưa kìa các bạn, đẹp thật sự luôn nha. Đây là loài Velociraptor. Mém chút nữa là mình đã nhầm con này với một con Tyrannosaurus rồi, tại vì cái màu sắc nó quá là giống luôn. Các bạn thấy giờ nó chạy rất là nhanh luôn, cho các bạn trên một cái thảo nguyên rộng lớn luôn. Và Dinosaurus đây rồi, mô hình khủng long Dinosaurus cực kỳ to lớn luôn. Chuyện cái gai trên người nó khá là đẹp luôn các bạn. Wow, và nó đang cắn nhau với những con Bachisaurus và nó ném một phát bẫy luôn chú Bachi đi một bên vô góc tường luôn kìa. Velociraptor Lego. Wow, chúng ta có cả mô hình Lego của Velociraptor nha. Đẹp ghê kìa các bạn. Wow, một bầy Velociraptor đang lao vào cắn nhau với con Brachiosaurus và có vẻ như nó đang quật đuôi vào giữa con Bachi và con Dilophosaurus. Wow, đã hạ gục được con Brachiosaurus rồi các bạn. Stegosaurus màu dạ quang đây rồi, mô hình màu dạ quang của chú Stegosaurus khá là đẹp luôn á chứ. Đó, nhìn ngầu chưa kìa các bạn. Những cái phiến gai trên lưng của nó có một cái màu đỏ rất là ngầu luôn. Tyrannosaurus với cái miệng há rất là to luôn các bạn. Wow, hàm răng của nó khá là sắc bén luôn nha. Đó, bự cực kỳ, loài khủng long bạo chúa to lớn của thời tiền sử đây. Cả săn mồi đứng trên đầu chuỗi thức ăn luôn. Brachiosaurus. Ý, mình có cả mô hình Brachio Lego nữa các bạn. Chủ Brachio Lego khá là đẹp luôn. Nhìn nó kìa các bạn, đã chưa kìa. Đi rất là chậm rãi luôn. Masiakasaurus chúng ta đi rồi. Chú Masiaka bấm cái nút rất là xịn luôn. Nhìn đã chưa kìa bạn, đang đứng nó không chờ cái gì hết ta. Ở đây là một Mosasaurus nha các bạn. Trên tay mình là mô hình chú khủng long Mosasaurus với con mắt đỏ rực đang há cái miệng rất là to luôn. Nhìn nó đẹp chưa kìa các bạn, cái màu sắc trên người của nó quá là đẹp luôn. Giống như nó phát sáng ở trong cái này luôn các bạn, rất là ngầu luôn. Ở đây là một mô hình Dracoret các bạn. Chú Dracoret đang bước đi cùng với những chú Dracoret khác các bạn, đi rất là chậm chạp luôn. Mosasaurus đây rồi, chúng ta có cả một chú Mosasaurus thương long khổng lồ của thời tiền sử luôn, cực kỳ đẹp và nó phát sáng trong màn đêm thật sự kìa, thấy chưa, nãy mình nói nó phát sáng mà. Ở đây là một con Brachiosaurus thuộc họ thằn lằn chi màu gần. Rất là ngầu luôn. Nhìn cái phần đầu màu gà của nó kìa, nó nhô ra kìa. Nhìn rất là xịn luôn ấy.
Red cực kỳ ngầu luôn. Wow, nguyên đồ Vegeta Red thì nó to lớn thật sự luôn các bạn. Ôi, nhìn nó khá là ngầu nữa. Wow, nhìn cái màu sắc trên người này, nó có một cái màu trắng trong suốt luôn, nhưng mà nó sẽ cần nước con một xíu vào cái mảng này thôi, nó sẽ đổi thành màu xanh lá cây các bạn. Đó, nó rất là xịn luôn. Trái Ceratops của chúng ta, wow, nó có cái nút bấm rất là thú vị này. Mình bấm mà nó gật gật cái đầu rất là vui luôn. Nhìn con trai Ceratops kìa, nó rất là lạ luôn, có vẻ đây là loài đột biến của trai Ceratops đó các bạn. Amagasaurus đây rồi, mô hình của chú khủng long Amaga. Chú khủng long với khá là nhiều gai trên người nó luôn. Nhìn xịn chưa? Wow, một bầy Amaga đang tiến ra khỏi cánh cổng khổng lồ luôn. Mình thấy cái đuôi con gì cả mà Amaga thấy cái bên đó các bạn. Đây là một mô hình của một chú voi xám. Chú voi xám với cặp ngà đang dơ lên, các bạn thấy muốn kêu kìa, nhọn quắc luôn. Đang bước đi rất là chậm rãi trong một cái công viên khổng lồ. Wow, nhìn đã chưa? Wow, mình thu hoạch được khá là nhiều cái khủng long ở đây luôn các bạn. Quá trời luôn nè. Đó, nhiều chưa kìa các bạn. Quá là xịn luôn.